ông ấy thôi ông bỏ cái tiền này đi, ông ấy thí hơn đấy. Ông thấy là cũng do ông ấy mà, do ông ấy đầu tiên. Bố thấy có một cái tình tiết mà bố nghĩ ông này nói dối. Thế nào? Tức là ông ấy bảo là vì lúc đến không đo kỹ cái cầu thang máy, cho nên là nó dài hơn, cho nên là không cho vào được. Nhưng bố nhìn cái khung đấy thì cái vết hàn cái thứ nó làm cái khung có sẵn cơ ạ. Khung có sẵn không thể gọi là đo được đạt gì đâu. Nó là cái khung của ba cái tấm đấy. Không phải, ông mới đo cái thang máy. Nghĩa là cái hôm đây còn lại kể dịch vụ ông rất là không tốt. Hôm ông mới đến nhà mình đầu tiên. Ông này nói dối mình. Không phải, cái đoạn đấy không phải nói dối mà lại như này. Cái hôm dịch vụ đầu tiên ấy, ông mới đến để mà ông mới khảo sát ấy, và ông báo giá ấy. Thì ông còn để quên cái hạn thước đo ở dưới cốp xe. Thế con bảo là thế ông ngoại lười xuống lấy. Con bảo là thế thì anh dùng cái sợi dây. Anh đo rồi về nhà anh đo lại. Đo dây ấy. Ông ok rồi. Thế là ở nhà mình là ông đo hết rồi. Sau ông ra thang máy thì ông chỉ đo trong lòng thang máy. Ông đo trong lòng thang máy thì là cái miếng đấy hoàn toàn vào được. Cái chiều cao. Nhưng không đo cái cửa đúng thang rồi, máy. Đúng rồi, ông cũng nói bố như thế đấy. Nhưng mà bố nhìn cái ba cái tấm đấy thì là cái tấm được dùng cho rất đúng, nhiều đám đúng cưới. Rồi, đám cưới và mà. Như thế không có đo đạc gì, nó là tự nhiên nó đi vào thôi. Ông ấy thấy là bên trong là ok. Nhưng mà ông không để ý. Ông ấy biết kích cỡ của thang nhà ông, của miếng nhà ông ấy rồi. Ông ấy báo cho con trước kích cỡ của miếng rồi. Nhưng ông ấy bảo là ông ấy không biết cái cửa thang máy nhà mình là cỡ bao nhiêu. Đúng, là cái chỗ đấy không đúng. Vì cái cửa là ai chẳng nhìn thấy. Cái chuyện nó đâu xưa không để ý của ông cái việc mang thước một không nhớ nữa là bố nghi ngờ thôi chứ bố cũng không dám kết luận. Nhưng mà bố cảm giác ông này có cái gì đấy không thật thế trong cái câu đấy. Thế là bảo là không chui vừa, đấy là lúc đầu định lúc đầu bố cũng rất là tin. Nhưng về sau bố ra bố xem ba cái tấm đấy. Ba tấm miếng sẵn đấy mà bố. Sẵn chứ không phải là con cái miếng mà. Nó đặt riêng nhà mình. Vâng, con biết mà. Là hồi đầu, đây con đang nói đó, lúc đầu ông định đòi tính phí và dây dán lại. Việc là các bác anh mang người bị sức ấy. Là con lúc đó con đã cáu con đã nói luôn, con bảo là lúc đấy ông đang đứng ông mải ông lau bầu với hai cái miếng đấy. Thì con bảo là anh đi xuống, tại sao anh không xuống chỉ người ta là làm thế nào để bê, là cái mặt này anh cần giữ, anh bảo các chú là bê quay mặt vào trong thì nó sẽ không thể nào nó bị đâm vào các cái góc cầu thang cả. Xong con bảo luôn là bây giờ còn một miếng nữa thì anh xuống anh bảo các chú luôn đi, anh hướng dẫn các chú chứ không phải sức đốt miếng còn lại. À, con phải gọi điện trước cho xe tần mình đến. Con gọi thôi bố. Con hẹn trước rồi mà. Xe tần thì ngày xưa nhà mình retreat ra đây đi chứ. Biết là nhớ không? Con nhớ mà. Ở đây, ăn ở đây. Con nhớ mà. Xong hỏi anh ấy là anh ơi thế có bố em thẻ đánh viền để em thể tích điểm cho bố em được không? Thế là anh bảo là những cái này dịch vụ cá nhân đứng tên em. Trừ khi là cái người thanh toán đứng ra thanh toán ấy là bố em cơ. Thì anh tích điểm cho bố em. Còn nếu người thanh toán được người làm những cái thủ tục này hết ký hợp đồng ấy là em thì lại thì anh sẽ mở cái thẻ cho em, anh tích điểm cho em thôi. Thôi giờ nhà mình dù sao được tích điểm vẫn hơn. Cái ngày xưa nhà mình ở trên phố Nguyễn Nguyên nó chật. Thế cho nên hàng năm mình tổ chức là phải đi ra ngoài. Đâu, chả liên quan, lúc nhà mình sang đây là nhà chính trinh rồi bố Huân gì đâu. Con nhớ mà, có lúc con lớn rồi, Huân còn mới có 4 tuổi. Thôi con lớn rồi. Cái khách sạn bên kia cái thằng cả Sofitel thì mình ở đây và ở khách sạn Sofitel mỗi xa năm ở là 2 ngày. Đấy là mỗi năm ở 2 ngày là cùng một bố anh phúc với xá. Con chỉ đến đây, con và mẹ đến đây đúng một lần. Và có một lần là đến đây ăn. Cũng là nhờ thẻ thành viên là được giảm giá. Thì là lúc ấy lớn rồi, không phải luôn. Bây giờ mình đấy, cái chỗ này còn nhìn được cái chỗ để xe nó rộng này. Vâng, con biết mà, lúc đến nó còn cả cái để trên sảnh kia cũng được. Con trên biết rồi. Con đến con hỏi luôn. Ơ sao bố mang để lên phía trên á? Để đây thì sao? Đây cho. Không được. Để góc kia cũng được. Bên kia thì mình lên gần hơn tí. Bố phanh gấp đã. Hả? Em muốn phanh bây giờ rồi. Con được thay xe được chưa? Ok, sorry. Đây gì? Thì mong muốn ở đây đúng không? À nó chỉ lên đến đây là tối đa được. Ừ. Đây thì mà con đang tưởng là lên được hơn nữa. Trên kia thì đón khách. Đón khách thì mình đi vòng lên. Đây, ở đây không gian nó như này rồi.
cái không gian đây thì tuyệt vời hơn nhiều, không gian nó đẳng cấp. Tổng thống Mỹ ở đây mà, tổng thống Mỹ hồi Bin ở đây sao? Bin ở nhìn cho tôi đằng sau tí. Dạ vâng, thoải mái đây nha. Kinh kinh luôn đấy. Ok nha. Ok. Chào anh. Vâng.